Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc đua giành chức Tổng Bí thư, phe cánh nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang gia tăng đấu đá một cách khốc liệt trước Đại hội Đảng. Đơn thư tố cáo tăng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, báo VN Express nêu như vậy hôm thứ Hai, 14 tháng 9 năm 2020. Nguồn tin trên dẫn báo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tại phiên họp Thường vụ Quốc hội chiều 14 tháng 9 năm 2020 cho hay số lượng khiếu nại giảm 5.8% số đơn và giảm 15.5% số vụ việc so với năm 2019, còn tố cáo tăng 20.8% và số đơn nhưng giảm về 0.8% về số vụ việc. Không thấy nêu ra toàn bộ các con số cụ thể của những tỷ lệ phần trăm nhằm mục đích không cho dư luận biết về số lượng đảng viên đấu đá với nhau và tố cáo lẫn nhau những gì. Tuy nhiên thì bản tin hé lộ phần nào khi liệt kê cho thấy một số địa phương có số đơn thư tố cáo tăng nhiều so với năm 2019, đó là Sài Gòn tăng 139%, hơn 2.400 đơn, Tuyên Quang 468%, tức là 670 đơn, và Khánh Hòa là 204%, 615 đơn. Bản tin dẫn báo cáo nhìn nhận một sự thật bao năm qua là từng được dư luận bình luận nhiều về đấu đá tranh ăn của đám đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gia tăng mỗi khi có Đại hội Đảng. Năm 2020, cả nước tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tố cáo. Có cái ghế cao hơn thì quyền hành sẽ to hơn và cơ hội chấm mút cũng lớn hơn. Ngày 10 tháng 7 năm 2020, báo Vietnamnet thuật theo hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cho biết là cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam các cấp đã thi hành kỷ luật 104 tổ chức đảng, 7.160 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ ra khỏi đảng. Trong đó không thiếu những ông tướng, bộ trưởng và thứ trưởng. Cuối tháng Giêng năm 2020 vừa qua, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra những tiêu chuẩn để chọn lọc 4 cái ghế chóp bu trong Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn được gọi là tứ trụ của chế độ. Cái ghế cao nhất là Tổng Bí thư phải có uy tín cao, đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, phải là người đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành trung ương, tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Nhưng bên cạnh đó lại còn mở một cánh cửa hồng cho phe cánh lọt qua là trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định, tức là quá tuổi nghỉ hưu, 65 tuổi. Những ngày gần đây, người ta thấy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cho ba tay chùm của Bộ Chính trị là Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu các cuộc họp liên miên với các đảng bộ từ trung ương đến địa phương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần chỉ thị số 35 CT trên TVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Nhà báo David Hurt, chuyên viên nổi tiếng các vấn đề Việt Nam và Đông Nam Á, trong một bài phân tích trên báo tạp chí The Diplomat cho biết rằng cuộc chạy đua tranh ghế Tổng Bí thư vào Đại hội Đảng đầu năm 2021 có vẻ chỉ gom vào ba tên vừa kể. Nhiều nhà phân tích cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng cho một người đàn bà nắm quyền lực tối cao, nên bà Ngân lại là người miền Nam, khó có thể trở thành Tổng Bí thư. Bà lại không có khả năng kỹ trị và thiếu kinh nghiệm quốc tế như Nguyễn Xuân Phúc, nên nhiều lắm được đẩy qua ghế Chủ tịch nước hoặc giữ lại chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội. Nguyễn Xuân Phúc thì vừa nhiều kinh nghiệm cầm quyền điều hành guồng máy cai trị, lại tạo được thanh thế qua vụ đối phó với đại dịch virus Vũ Hán vừa qua, nhưng lại là dân quạng. Những nhiệm kỳ vừa qua, cái ghế Tổng Bí thư đều do những tên Bắc Kỳ có lý luận và giáo điều cuồng tín, nên Phúc muốn tranh ghế với Vượng quê ở Thái Bình. Phe cánh thần tín của Nguyễn Phú Trọng thì phải chuẩn bị vây cánh băng đảng thật dữ dằn thì mới có thể có hy vọng giật được chiếc ghế từ tay Trần Quốc Vượng.
cả Trần Quốc Vượng, 67 tuổi, Nguyễn Xuân Phúc, 65 tuổi, Nguyễn Thị Kim Ngân, 66 tuổi, khi họp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam tháng Giêng năm 2021 thì đều đã quá tuổi phải nghỉ hưu. Muốn leo lên cái ghế Tổng Bí Thư thì phải qua cửa ngách, trường hợp đặc biệt. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa sẽ đến kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi 5 năm lại diễn tuồng một lần, các phe cánh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam từ trên xuống dưới lại ra mặt tố cáo lẫn nhau hất cẳng đối thủ. Báo VN Express thuật lại báo cáo cuối năm 2020, đơn thư tố cáo tăng hơn 20% so với năm 2019. Trong đó thì nhiều đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Càng tiến gần đến đại hội đảng lần thứ 13, danh sách ứng cử viên cho các chức vụ chủ chốt ngày càng được thu hẹp và hiện đang bước vào giai đoạn cuối cùng để vận động cuộc bầu cử trước thềm đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Tại sự kiện mỗi 5 năm một lần này, có 1.600 đại biểu từ khắp cả nước sẽ bầu ra 180 thành viên ủy ban trung ương mới và các cơ quan chính trị quan trọng nhất sẽ hoán trụ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Giêng năm tới, không bị hoãn lại vì đại dịch virus. Ai sẽ trở thành chủ tịch nước là câu hỏi cấp bách nhất trong thời gian này. Có tin đồn rằng có thể sẽ có trường hợp hợp nhất vĩnh viễn vị trí nguyên thủ quốc gia và tổng bí thư. Vào đầu năm 1990, hệ thống tứ trụ được áp dụng để bốn cơ quan chính trị hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, do những người khác nhau đảm nhiệm. Tứ trụ được đưa ra nhằm ngăn chặn sự cai trị độc tài và sự duy trì sự lãnh đạo dựa trên sự đồng thuận, cái mà Đảng gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng vào năm 2018, quy tắc không chính thức này đã bị phá bỏ khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước sau cái chết đột ngột của ông Chủ tịch đương nhiệm Trần Đại Quang. Đối với một số chuyên gia, đây trước hết là một động thái của Nguyễn Phú Trọng để đạt được quyền lực tối đa ở Việt Nam. Cũng có ý kiến cho rằng đây là một trường hợp đáng tiếc khi một sự thay đổi xảy ra vào giữa các kỳ đại hội sẽ gây bất ổn cho bộ chính trị vốn đã sơ sát từ trước đến nay. Nhưng việc sáp nhập có ý nghĩa nhất định đối với lợi ích lâu dài của Hà Nội. Rõ ràng là Việt Nam đang điều chỉnh lại chính sách đối ngoại chặt chẽ hơn đối với các đối tác phương Tây và dân chủ, đã cải thiện đáng kể quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong thập kỷ qua và đã phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do quan trọng với Liên minh châu Âu trong năm nay. Tuy nhiên thì vấn đề là các chính phủ dân chủ không chắc chắn về cách tiếp xúc với Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân vật quyền lực nhất dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, nhưng chỉ là một đảng trưởng so với một số các nước dân chủ trên thế giới. Về mặt ngoại giao, chặt chẽ Tổng Bí thư không đại diện cho nhà nước hay chính phủ. Vì vậy mà việc các chính phủ phương Tây chào đón người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước sẽ thể hiện sự chấp nhận ngầm với hệ thống độc đảng chuyên chế Việt Nam. Một tình huống mà chính phủ Hoa Kỳ phải đối mặt với ông Trọng khi đến thăm Washington vào năm 2015. Chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một tổng bí thư của một đảng, để cho ông tổng bí thư kiêm luôn chủ tịch nước giải quyết được vấn đề này. Trên thực tế thì cả Lào và Trung Quốc đã hợp nhất các vị trí tương tự từ nhiều thập kỷ trước, và điều này cho phép Tập Cận Bình dễ dàng kiểm soát chính sách đối ngoại và làm việc với các chính phủ phương Tây. Năm sau phải có một tổng bí thư mới vì ông Trọng sẽ từ chức sau hai nhiệm kỳ. Tháng tới tại cuộc họp của Ủy ban Trung ương sẽ có quyết định về việc này. Nếu không thì như trước Đại hội Đảng Toàn quốc cuối cùng vào năm 2016 thì sẽ được bàn bạc một lần nữa tại phiên họp toàn thể được tổ chức chỉ vài ngày trước Đại hội Đảng Toàn quốc vào tháng Giêng. Trần Quốc Vượng, cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng và hiện là thư ký Ban Bí thư Trung ương, là ứng viên hàng đầu nếu như theo ông Trọng lèo lái được trong những tháng tới. Nhưng ông Thủ tướng Klemmerer, Nguyễn Xuân Phúc đương nhiệm cũng có nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư. Ông Phúc đã cải thiện đáng kể năng lực của Hà Nội trong 4 năm qua và đã giành được nhiều lời tán thưởng vì đã xử lý được đại dịch virus Vũ Hán mà không có tử vong cho đến cuối tháng 7 năm 2020. Một ứng cử viên khác là Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử cận đại của Việt Nam là Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016. Bà Ngân giữ
một trong bốn chức vụ chính trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù một chức vụ thường được gọi là ít quyền lực và ít có ý nghĩa nhất trong tứ trụ, mặc dù thì bà Ngân được cho là đang tranh cử, nhưng có ý kiến cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng cho một nữ tổng bí thư. Thật vậy, về điều này thì Việt Nam tụt hậu 6 năm so với nước láng giềng Cộng sản Lào, nơi mà bà Pani Yathotu được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào năm 2010, trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở Viên Chăn. Tuy nhiên thì không nên loại bỏ khả năng có một nữ lãnh đạo đảng. Bà Ngân thật ra thì đứng thứ hai trong Bộ Chính trị sau ông Trọng và là một trong số ít thành viên đã ở Bộ Chính trị hai nhiệm kỳ. Đây là điều kiện tiên quyết cho chức Tổng Bí thư. Bà Ngân cũng có một bản lý lịch khá dày. Bà là Phó Chủ tịch Quốc hội từ năm 2007 đến năm 2016, khiến bà Ngân có quyền lực cực kỳ cao trong cơ quan lập pháp. Ông Trọng từng là Chủ tịch Quốc hội trước khi ông trở thành Tổng Bí thư vào năm 2011. Vì vậy, gần đây đã có tiền lệ cho con đường thăng tiến này. Bà Ngân cũng được coi là người có trách nhiệm. Bà Ngân đã được đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng trước Đại hội Toàn quốc năm 2016. Ông Cả Thayer xem bà là một người nổi bật, người rất có năng lực làm bộ trưởng và có quyền lập pháp kiêm kinh nghiệm và thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Quốc hội, dù không được giao chức vụ đó. Điều gì đó có thể có lợi nhưng có thể không cho bà Ngân là hơi thiếu tính cách chính trị. Không rõ là bà Ngân ở vị trí nào trong đảng. Cô ấy có phải là một nhà kỹ trị như Phúc với mục tiêu là nâng cao năng lực chính phủ, hay cô ấy thuộc phe của Nguyễn Phú Trọng bị ám ảnh với việc khẳng định lại đạo đức và nền tảng tư tưởng của đảng? Bà ấy có phải là một người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Washington để bảo vệ các lợi ích lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh? Hay là bà ấy sẽ đứng về phía thực dụng, muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa các bên với Bắc Kinh và tạo ra sự cân bằng giữa các siêu cường? Với cương vị là Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không có nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Một trong số ít chuyến thăm ít ỏi của bà ở các nước là Trung Quốc vào năm ngoái, nhưng điều này đã tiết lộ về thái độ của bà trong chính sách đối ngoại. Mặc dù bà có vẻ là một người ít chống Trung Quốc hơn những người khác trong Đảng Cộng sản Việt Nam, là người đứng đầu trong cơ quan bù nhìn, bà Ngân cũng chẳng có lựa chọn để thể hiện mình. Bà Ngân là một trong những người đề xuất dự luật đặc khu và sau đó đã bị chính phủ hoãn một cách bất ngờ vào năm 2018 sau khi có cuộc biểu tình đình công công khai lớn nhất đã diễn ra ở trên khắp cả nước. Đây là một sự xấu hổ lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Trọng được cho là đã nghi ngờ dự luật. Nhưng vì bà Ngân không được coi là phe phái nào trong bối cảnh đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà ấy sẽ là một ứng viên lý tưởng nếu tại Đại hội Toàn quốc xem sự cân bằng lợi ích được xem là cách tốt nhất để phát triển. Và giờ vẫn có cách để không về hưu ở độ tuổi 66. Gần đây đã có quyết định giới hạn độ tuổi, và tức là quan chức phải từ chức Bộ Chính trị và các chức vụ cấp cao khi đến 65 tuổi, nhưng sẽ được miễn cho chức vụ Tổng Bí thư tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó có nghĩa là Phúc, Ngân đều 66 tuổi và Vượng 67 tuổi đủ điều kiện được bầu. Tuy nhiên thì có ý kiến cho rằng giới hạn độ tuổi cũng có thể được không áp dụng cho các chức vụ khác. Điều đó có vẻ khó xảy ra, nhưng Phúc và Ngân có thể được phép tiếp tục ở vị trí hiện tại vì họ chỉ phục vụ một nhiệm kỳ và nằm trong Bộ Chính trị. Và nếu chẳng theo một luật lệ nào thì có thể bà Ngân sẽ tiếp tục lên làm Chủ tịch nước. Tuy nhiên thì điều đó khó có thể xảy ra đối với hầu hết các chuyên gia. Ngân đứng sau Phúc và Vượng, và điều này không phải vì Ngân là phụ nữ mà là vì cô ta thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại như Phúc, hay được một người cố vấn đắc lực chống lưng như Vượng. Bà Ngân là người miền Nam và chức vụ Tổng Bí thư hầu như luôn thuộc về người miền Bắc như Vượng. Phúc là người miền Trung sẽ ít gây tranh cãi hơn. Dự toán của riêng tôi là Vượng sẽ nhận chức Tổng Bí thư nếu như hệ thống tứ trụ trở lại, nhưng Phúc sẽ lên nếu có hợp nhất vĩnh viễn hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Một phần vì Phúc ấy có nhiều kinh nghiệm đối ngoại hơn Vượng, và tuy nhiên thì Ngân có khả năng
lẻn vào nếu như Phúc và Vượng được coi là quá gây chia rẽ. Nếu Nguyễn Thị Kim Ngân không được bầu làm Tổng Bí thư thì bà sẽ nghỉ hưu và ra khỏi Bộ Chính trị vào năm tới. Thật vậy, trong số 3 ứng cử viên chính thì hai người không được chọn là khả năng sẽ nghỉ hưu, và thì ai sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội? Một số chuyên gia cho rằng một phụ nữ khác sẽ thay thế chức vụ này, và để thể hiện cam kết rõ của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự bình đẳng giới. Lê Hồng Hiệp, một thành viên của Viện ISIAS, đã viết vào tháng 5 rằng người kế nhiệm là bà Ngân có thể là Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Hiệp cho biết là nếu như Đảng muốn duy trì có một đại diện nữ ở tứ trụ, bà Mai sẽ nhận được bầu, và nếu cần kinh nghiệm hơn và bình đẳng giới thì ông Chính có nhiều cơ hội hơn. Thưa quý vị và các bạn, lại lọt lộ bí mật nhà nước trên mạng mỗi lúc một nhiều trước kỳ đại hội Đảng 13 của Đảng cầm quyền. Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14 tháng 9 khi báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương cho rằng tình trạng lộ lọt bí mật của nhà nước trên không gian mạng ngày càng một nghiêm trọng. Trước tình trạng vừa nêu thì vị lãnh đạo Bộ Công an này cho hay chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là những vấn đề liên quan đến không gian mạng. Nhận xét về phát biểu của ông Lê Quý Vương thì tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự từ Hà Nội, khẳng định đây là một hô hào, ước mong vô vọng. Tôi nghĩ chuyện họ vô cùng lo mà không bao giờ có thể tránh được là lộ những gót chân asin, hoặc họ, hoặc bao nhiêu bí mật quốc gia mà thật sự có những thứ chả là gì gọi là bí mật. Nhưng vì nó có thể không có lợi cho họ nên họ đóng dấu mật, tối mật, tuyệt mật vào những văn bản đấy. Như thế để giữ kín, không cho ai biết. Còn theo bác sĩ Đinh Đức Long thì một trung tá quân đội đã từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng: tôi thấy nhà nước có luật bí mật hẳn hoi, cái nào bí mật, cái nào không bí mật, bây giờ lộ ra thì từ mấy ông ra chứ chẳng nói ra vì sao dân biết được. Chuyện ấy, ông nói vậy thì chỉ xảy ra trong nội bộ của ông ấy thôi, chính các ông nói ra là một. Hai là loại trừ mọi người đều nghĩ rằng nội bộ phe phái của các ông đánh nhau lan truyền thông tin ra để dùng dư luận xã hội triệt hạ lẫn nhau. Đấy là chuyện bình thường. Ông nói hay không nói thì người ta cũng biết. Những thông tin bí mật thì ai là người tiếp cận nội bộ của các ông mà thôi. Đồng quan điểm vừa nêu về nguyên nhân và nguồn gốc những bí mật nhà nước bị dò dỉ và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rõ thêm. Trong một thể chế cộng sản như ngày nay thì hoàn toàn độc tài và người ngoài ra sẽ nghĩ rằng hệ thống này vững chắc, bền chặt như một tảng đá nguyên khối, không có gì có thể lọt ra. Nhưng không phải thế, hệ thống này là những cục đá to nhỏ khác nhau, góc cạnh khác nhau, xếp vào nhau và giữa đó là những khe hở. Từ những khe hở đó thì những thông tin cái gọi là tuyệt mật chăng nữa cũng lọt ra, vì một lý do là các cục đá này không gắn kết nhau thành một tảng. Tức là có những lợi ích khác nhau và có thể mâu thuẫn với nhau, và nhóm này có thể dùng thông tin bất lợi cho nhóm kia, có lợi cho nhóm mình để bằng cách nào đó để leak ra ngoài. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng nhận định rằng tình trạng rò rỉ thông tin nội bộ được bảo vệ với tên gọi là bí mật nhà nước không phải mới đây mới xuất hiện mà đã có từ rất lâu. Trong lúc mồm nhồm nhoàm đấu tranh quyết liệt để giành ghế trước đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thì những chuyện cố ý rò rỉ càng nhiều hơn, bởi vì bằng cái rò rỉ thông tin đấy để đánh gục những đối thủ của mình, để đạp lên đầu đối thủ của mình mà leo lên. Chúng ta chứng kiến hai đại hội vừa rồi, trong 10 năm trở lại đây thì cứ 3 tháng, 6 tháng trước đại hội thì người ta lại rò rỉ thông tin ra. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng Giêng năm 2021 tới đây. Công tác nhân sự đảng luôn là một nội dung được truyền thông trong và ngoài nước quan tâm thời gian gần đây. Kể cả ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong lần đầu xuất hiện trở lại trước truyền thông trong nước sau vài tháng vắng bóng cũng đã yêu cầu cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng 13. Phóng viên có liên lạc với luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, và được ông này cho biết là việc chính phủ
chú trọng để hoàn thiện thêm luật bảo vệ bí mật khi cần thiết. Hành lang pháp lý cũng đã có, các bộ ngành phải có quy định. Tôi cũng đồng ý tình trạng lọt lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng và sắp tới đây phải có một quy định không gian mạng thực hiện được quy định rõ trong luật an ninh mạng. Giải thích rõ hơn thì luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết luật bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2018 và được sửa đổi các bất cập. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 26 hướng dẫn thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước. Những quy định về bí mật đã có luật bí mật, trước đây thì có pháp lệnh bảo vệ bí mật, bây giờ là luật bảo vệ bí mật Quốc hội mới thông qua, nên vừa rồi thì chính phủ ban hành nghị định trong đó quy định rất rõ những luật bảo vệ bí mật nhà nước ban hành năm 2018. Trong luật cũng đã ghi rõ những nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước về những hành vi nghiêm cấm, ví dụ như chiếm đoạt, mua bán, lợi dụng, lạm dụng bảo vệ bí mật nhà nước và sử dụng bí mật nhà nước để giấu những hành vi vi phạm pháp luật. Hoặc người ta phân loại và ban hành những danh mục bí mật nhà nước từ cơ quan trung ương đến địa phương, cả cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp. Từ góc độ của người dân thì bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng việc lộ lọt bí mật nhà nước mà Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương đề cập là chuyện không thể tránh khỏi, có chăng chính phủ Hà Nội thay đổi cách giải quyết vấn đề. Nói cho cùng thì theo hiến pháp, người dân có quyền giám sát mọi cơ quan chính quyền của nhà nước, kể cả Đảng Cộng sản. Trước mắt, ông phải trả lời thông tin đưa ra đúng hay sai và tiếp thông tin đó, các ông phải làm gì, chứ không phải là cho rằng bí mật bị lộ. Những cái sai ông giấu không cho dân biết à. Trách nhiệm của ông là kiểm tra xử lý các thông tin, sai hay đúng thì phải giải quyết, điều chỉnh, trừng phạt những người làm sai chứ đừng tìm cách che giấu. Do đó thì để giải quyết tình trạng mà bác sĩ Đinh Đức Long vừa nêu, tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra đề xuất từ thực tế xã hội hiện nay. Chỉ một cách là minh bạch những thông tin không đáng là bí mật. Đương nhiên thì có những thông tin bí mật, thậm chí là tuyệt mật vì nó thực sự liên quan đến an nguy quốc gia. Còn những sự an nguy của một cá nhân, một vài cá nhân, một nhóm lẽ ra phải minh bạch thì sự cạnh tranh trong các nhóm của Đảng Cộng sản Việt Nam mới được lành mạnh. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Công A, chỉ bằng cách ông vừa nêu thì Đảng Cộng sản Việt Nam có thể mạnh lên, nhưng rất tiếc là ban lãnh đạo lại coi điều đó là bí mật và đấy chính là điều làm tiêu vong bản thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.